bạn đến với smartcom.vn, một chương trình luyện thi TOEIC trực tuyến sẽ giúp bạn đạt tối thiểu từ 600 trên tổng số 990 điểm TOEIC. Chỉ cần học 20 bài học trong vòng 3 tháng với hai khóa học TOEIC 450 và TOEIC 650. Mỗi ngày, bạn chỉ cần đầu tư từ 90 tới 120 phút. Kết quả là bạn sẽ vừa đạt điểm cao, vừa có nền tảng tốt để giao tiếp hiệu quả tiếng Anh trong môi trường công sở. Và chi phí chỉ từ 500.000 đồng để làm chủ hai khóa học TOEIC 450 và TOEIC 650, kèm theo dịch vụ giảng viên hỗ trợ cá nhân từ 8 giờ tới 21 giờ 30 hàng ngày và mỗi tuần một buổi tham gia lớp học ảo. Điều tuyệt vời nhất đó là bạn chỉ cần ngồi tại nhà với máy tính cá nhân của bạn kết nối Internet và nạp dần một cách đều đặn và nhanh chóng tất cả những gì cần thiết để có thể thi và đạt điểm thật cao trong bài thi TOEIC và ứng dụng giao tiếp tốt tiếng Anh trong công sở. Bạn không cần phải lao ra đường để chịu cảnh tắc đường và bụi bặm mưa nắng. Bạn cũng không cần phải chuẩn bị cả tập flashcards từ vựng dày hay những cuốn từ điển to tướng để tra từ, và cũng không cần căng thẳng nghe và ghi chép vội vàng lời giảng của giáo viên để rồi về đến nhà thì quên hết quá nửa những gì anh nghe giảng. Bạn không cần đến gia sư hay tổ chức những nhóm học công kênh. Bạn không cần tìm những người bạn hay thầy cô giàu kinh nghiệm am hiểu bài thi TOEIC. Mà giờ đây, với chương trình luyện thi TOEIC thông minh của Smartcom, bạn có thể làm một cách nhanh chóng và sâu sắc tất cả những gì bạn cần để đạt trên 600 điểm của bài thi TOEIC. 600 điểm TOEIC là một dấu mốc đáng để phấn đấu khi mà hầu hết các trường đại học và học viện ở Việt Nam đang quy định chuẩn đầu ra tiếng Anh của sinh viên sau 4 năm học ở bậc đại học là 450 điểm. Và 450 điểm cũng là chuẩn tiếng Anh đầu vào tối thiểu của nhiều doanh nghiệp, ngân hàng và tập đoàn lớn ở Việt Nam. Nhưng một điều đáng lưu ý đó là số điểm TOEIC 450 chỉ phản ánh người sử dụng tiếng Anh biết được tiếng Anh ở mức độ cơ bản nhưng chưa thực sự giao tiếp được bằng tiếng Anh, mà thực tế cho thấy những người có số điểm TOEIC từ 600 trở lên mới thực sự giao tiếp được bằng tiếng Anh một cách độc lập. Và nếu bạn đạt được số điểm thi TOEIC thực tế từ 600 điểm trở lên thì khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn sẽ rất đáng tin cậy. Đó là lý do tại sao Smartcom xây dựng chương trình luyện thi TOEIC để giúp bạn đạt từ 600 điểm trở lên. Có một thực tế là nhiều người học tiếng Anh trong một thời gian rất dài mà không tiến bộ. Hầu hết chúng ta đều rơi vào tình trạng học nhiều thì quên nhiều, học ít thì quên ít, mà không học thì không quên. Và hầu hết chúng ta đều gặp khó khăn khi nghe tiếng Anh vì ai cũng cảm thấy người bản ngữ nói quá nhanh và quá dài, làm chúng ta không kịp xử lý và không kịp nhớ những gì người ta đã nói. Hầu hết người học tiếng Anh ở Việt Nam đều bắt đầu việc học tiếng Anh bằng cách học ngữ pháp và từ vựng. Nhưng càng học ngữ pháp nhiều thì càng cảm thấy rối rắm và khó nhớ. Càng học từ vựng nhiều thì càng cảm thấy từ vựng tiếng Anh dường như nhiều vô tận, mà càng học nhiều càng cảm thấy hoang mang. Những nhược điểm tưởng chừng như cố hữu và khó giải quyết đó sẽ được khắc phục một cách triệt để với chương trình luyện thi TOEIC trực tuyến của Smartcom. Hãy xem Smartcom sẽ giúp bạn nhanh chóng vừa đạt trên 600 điểm TOEIC mà vừa có thể giao tiếp tốt như thế nào nhé. Điều đầu tiên đó là chương trình TOEIC Online của Smartcom giúp bạn giải quyết một cách tập trung vào 13 chuyên đề nội dung thực dụng của bài thi TOEIC, cùng với 3.500 từ vựng sẽ được kiểm tra trong bài thi TOEIC. Bên cạnh đó, chương trình sẽ giảng giải chi tiết 20 chủ điểm ngữ pháp hay được kiểm tra và thực hành sâu sắc các kỹ năng để làm 7 phần thi toàn diện của TOEIC. Những con số này nói lên mục tiêu rõ ràng cho bạn để bạn không còn cảm thấy mơ hồ và hoang mang khi luyện thi nữa, phải không? Bộ não của con người sẽ làm việc hiệu quả hơn khi mục tiêu được xác định rõ ràng và cụ thể bằng những con số và thời hạn chi tiết. Những chương trình luyện thi thông thường hay thất bại hoặc người học luôn cảm thấy hoang mang, đó là vì những khóa luyện thi đó không xác định rõ được ngay từ đầu cho người học có phạm vi và mục tiêu học tập cụ thể. Ngược lại, khi có mục tiêu rõ ràng và chi tiết và có lộ trình thời gian rõ ràng, đó là mỗi ngày bạn chỉ cần đầu tư nghiêm túc từ 90 phút tới 120 phút đều đặn trong vòng 3 tháng, thì bạn sẽ đạt được kết quả ngoài mong đợi với một điểm số TOEIC cao và khả năng giao tiếp hiệu quả trong cuộc sống và công việc. Hãy nhớ rằng, các thống kê cho thấy nếu bạn nắm vững được 2.500 từ vựng tiếng Anh cơ bản thì bạn sẽ hiểu được tới 95% giao tiếp tiếng Anh hàng ngày. Và với số lượng 3.500 từ vựng mà chương trình luyện thi TOEIC của Smartcom sẽ nạp cho bạn thì bạn sẽ làm chủ hoàn toàn với việc giao tiếp trong công sở, vốn dĩ phức tạp hơn giao tiếp cuộc sống thông thường nhiều. Và quan trọng nhất là khi bạn đã thành thạo 13 chuyên đề nội dung mà Smartcom cung cấp cùng với 3.500 từ vựng toàn diện của TOEIC thì bạn sẽ không còn thấy từ mới trong bài thi thực tế, cũng như không bị bất ngờ với bất cứ nội dung nào của bài thi vì bạn đã biết tuốt 13 chuyên đề nội dung của TOEIC rồi. Bạn đang băn khoăn là 3.500 từ vựng, 13 chuyên đề nội dung
và 20 chủ điểm ngữ pháp có là quá nhiều để bạn tiếp thu phải không? Dĩ nhiên, chúng ta không thể học ngay một lúc toàn bộ khối lượng kiến thức không nhỏ ở trên rồi. Cũng giống như ta không thể ăn 100kg gạo được nấu thành cơm chỉ trong một bữa ăn duy nhất, mà ta phải chia ra thành từng ngày, mỗi ngày khoảng gần 1/3kg gạo như một người trung bình, và kết quả là một năm sau ta ăn hết 100kg gạo. Cũng tương tự như vậy, 3.500 từ vựng cùng 20 chủ điểm ngữ pháp và 13 chuyên đề nội dung được chia đều vào 20 bài học. Và mỗi ngày, bạn chỉ cần dành thời gian từ 90 đến 120 phút để học từ 1/3 đến 1/2 bài học. Thì chỉ sau khoảng 40 đến 60 ngày học liên tục, bạn sẽ học xong 20 bài. Sau đó, bạn dành thời gian ôn lại tất cả những bài đã học kèm theo việc hoàn thành các bài kiểm tra có liên quan. Thì chỉ 90 ngày sau, bạn đã hoàn toàn sẵn sàng bước vào phòng thi TOEIC. Đó chính là kế hoạch học tập tốt nhất dành cho bạn. Bạn hoàn toàn an tâm vì SmartCom thiết kế bài học theo hướng rất thân thiện với não bộ trong việc học tiếng Anh. Mọi từ vựng sẽ được đưa vào trí nhớ của bạn một cách dễ dàng với công nghệ học từ vựng bằng âm thanh, hình ảnh và cả sự lặp lại sâu sắc theo phương pháp học siêu tốc với việc nhắc từ liên tục trên nền nhạc Baroque, một loại nhạc cổ điển có tác dụng kích thích ghi nhớ một cách hiệu quả cho não bộ. Office Administrator. Người quản lý công việc văn phòng. Office Administrator. Người quản lý công việc văn phòng. Office Administrator. Người quản lý công việc văn phòng. Office Administrator. Office Administrator. Office Administrator. Office Administrator. Dĩ nhiên, học một danh sách dài các từ vựng không phải là cách học khoa học, mà từ vựng thực tế chỉ sống thực sự trong bối cảnh của nó. Bối cảnh có thể là một bài đọc, một bài nghe hay là trong các cuộc giao tiếp. Việc bạn học từ vựng khởi động như vậy mới chỉ là khởi đầu. Sau đó, bạn sẽ thực hành lại các từ vựng vừa học ở trong các bài đọc và bài nghe. Khi bạn đọc một bài đọc hay nghe một bài nghe xong thì bạn sẽ làm gì? Thông thường, các học viên học tiếng Anh hay mắc sai lầm là chỉ nghe hay đọc để trả lời câu hỏi rồi kiểm tra xem mình đúng hay sai là đủ hài lòng. Sự thật là, nếu bạn chỉ làm tới bước kiểm tra đáp án đúng hay sai thì bạn sẽ tiến bộ rất chậm. Phương án trả lời dù đúng hay sai đều không thực sự quan trọng. Mà điều quan trọng nhất đó là bạn hiểu nguyên nhân vì sao đúng và vì sao sai để còn làm tốt ở các bài tiếp theo nữa. Nhưng đáng tiếc là việc tự học ở nhà sẽ khiến bạn cảm thấy rất khó khăn để hiểu tại sao câu hỏi này lại được trả lời như thế kia, vì không có thầy nào theo bạn về tận nhà để giải thích cho bạn bất cứ khi nào bạn cần. Nhưng với SmartCom thì khác, bạn sẽ được giảng viên giải thích tỉ mỉ từ dạng bài đọc cho đến việc phân tích ý nghĩa, cấu trúc ngữ pháp và dịch chi tiết từng câu trong bài để giúp bạn hiểu đúng một cách rõ ràng và không còn một chút mơ hồ về bài nghe hay bài đọc đó, cũng như giải thích chi tiết từng đáp án đối với từng câu hỏi. Chưa hết, SmartCom biết rõ bài thi TOEIC thực tế kiểm tra điều gì và cũng biết rõ rằng việc đọc nhanh và nghe hiệu quả bắt nguồn từ việc bạn nắm được ý nghĩa và sử dụng được các cụm từ và mẫu câu, chứ không phải là chỉ biết nghĩa của các từ vựng đơn lẻ. Chào bạn! Như vậy là bạn vừa thực hành xong bài đọc. Bài đọc bạn vừa thực hành thực chất là phần đọc khó nhất của bài thi TOEIC. Đó là phần đọc số 7, Reading Passages. Supposed to. Supposed to. Attending. Attending. I hope our meeting will not last more than 2 hours. Sau các bài giảng nhằm giải thích dạng bài và ý nghĩa chi tiết của bài đọc và bài nghe, SmartCom sẽ chốt lại danh mục những từ vựng, cụm từ và cấu trúc câu mà bài thi TOEIC chắc chắn sẽ kiểm tra. Đồng thời, sử dụng kỹ thuật hỗ trợ học từ vựng siêu tốc bằng phương pháp nhắc lại liên tục trên nền nhạc Baroque để đưa những gì bạn vừa thực hành và nghe giảng vào sâu trong tiềm thức. Sự thay đổi giờ học. Meeting change. Sự thay đổi giờ học. Meeting change. Sự thay đổi giờ học. Meeting change. Tham dự. Attend. Ngoài ra, bằng kỹ thuật hỏi đáp tích cực, SmartCom sẽ giúp bạn học thuộc bài nghe mẫu của từng chuyên đề nội dung một cách tự nhiên. Bạn sẽ không phải vất vả tập trung ghi nhớ, mà chỉ cần trả lời các câu hỏi liên tục được đưa ra là bạn sẽ thuộc toàn bộ nội dung bài nghe đó một cách đương nhiên. Và tuyệt vời hơn nữa là bạn có một sự am hiểu và phản xạ nhanh nhạy với các loại phương án trả lời để có thể làm tốt mọi bài nghe khác trong cùng chuyên đề.
rõ rằng phần nghe bài nói ngắn short talk trong phần 4 của bài thi TOEIC là phần khó nhất mà thí sinh hay mất điểm. Bằng phương pháp học ngược từ phần 4 trở lại các phần dễ hơn và với các kỹ thuật đưa ngôn ngữ vào tiềm thức và các kỹ thuật tăng cường phản xạ tiếng Anh liên tục, SmartCom sẽ giúp bạn nghe tốt luôn cả phần 1, 2 và 3 thông qua việc luyện tập ngược từ phần 4 trước. Tiếp theo, phần luyện đọc và nghe, SmartCom cung cấp cho bạn công cụ luyện nói hiệu quả theo tình huống mà bạn đã thực hành trong phần bài tập mô phỏng chính xác 7 phần thi của bài thi TOEIC ở dạng rút gọn. Bạn sẽ mô tả bức tranh hay hội thoại với máy tính bằng chính cách nói và ghi âm theo các tình huống bài tập. Công nghệ nhận dạng giọng nói được tích hợp trong website smartcom.vn sẽ giúp bạn luyện tập âm chuẩn và giao tiếp hữu hiệu theo tình huống cụ thể. Việc hồi đáp tốt các tình huống giao tiếp và nói tốt các câu mô tả hay các mẫu câu điển hình sẽ giúp cho bạn nghe tốt hơn rất nhiều trong mọi bài nghe sau này. The workers are in the office. The workers are in the office. Điều thú vị nhất là sau tất cả các bài thực hành theo chuyên đề đó, SmartCom tổng hợp thêm một lần nữa các cụm từ quan trọng cần ghi nhớ và hỗ trợ bạn học thuộc chúng theo phương pháp nhớ sâu bằng công cụ chép từ liên tục. Việc nhắc ý nghĩa của cụm từ rồi nói liên tục bằng tiếng Anh và lặp đi lặp lại cho đến khi bạn viết xong cụm từ mà bạn cần ôn để thuộc đó sẽ khiến cho bạn không thể quên được những cụm từ và cấu trúc cầu thiết yếu đó nữa. Phải làm gì? Be supposed to do something. Phải làm gì? Be supposed to do something. Be supposed to do something. Be supposed to do something. Học đến đây, bạn sẽ hiểu vì sao SmartCom tự tin nói rằng bạn sẽ thuộc tất cả những từ, cụm từ và cấu trúc câu được bài thi TOEIC kiểm tra với tư duy hỗ trợ bạn vét cạn mọi từ vựng được kiểm tra và nạp vào trí nhớ dài hạn, tạo lập phản xạ sâu trong tiềm thức. Bạn đã thực sự có được một công cụ học tập kỳ diệu mà không một lớp học thông thường nào có thể có được. Học trực tuyến một mình ở nhà liệu có khiến bạn trở thành một người luyện thi cô độc không? Câu trả lời là không với hệ thống của SmartCom. Vì đội ngũ giảng viên TOEIC luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn từ 8 giờ sáng tới 9 giờ 30 tối bất cứ ngày nào trong tuần, chỉ trừ ngày lễ Tết. Và bạn có thể hỏi bất cứ điều gì liên quan đến nội dung bài học và bạn hỏi bao nhiêu lần tùy ý. Và cứ mỗi tuần, bạn lại tham gia lớp học ảo để cùng giảng viên và các bạn cùng học từ mọi miền đất nước thảo luận về các chuyên đề mà bạn đã học. Lớp học ảo này cho phép bạn nói chuyện thoải mái theo đôi hay theo nhóm với các bạn học, đồng thời nghe giáo viên giảng như một lớp học thật mà bạn không cần phải đến lớp. Hello everybody, welcome you to SmartCom online classes. Today we're going to learn about how to make a noun phrase in English. But first, let's introduce ourselves. My name is Lub. I'm a teacher of SmartCom. What about you, Miss Nguyen, right? Yes, I'm here. Can you hear me? Yeah, I can hear you very clearly. So introduce yourself, Nguyen. Yes, my name is Nguyen. I'm 20 years old. Mm-hmm. I'm studying at Hanoi University of Science and Technology. Mm-hmm. Nice to meet you. Nice to meet you, Nguyen. Okay, so today we're going to learn about how to form a noun phrase in English. Okay. How many components to form a noun phrase in English? Three parts in a noun. Three parts, okay. What are they, please? We have three parts in a noun phrase. Three components, is that right? Yeah, noun phrase. What are they, please? They are determiner, adjective, and the final one is noun. Okay, that's perfect. That's excellent. So, there are three parts to form a noun phrase, which are determiner, adjective, and the head noun. Okay. And in this lesson, we are going to go deeper understand. We get a deeper understanding about each type. Yeah. So, determiner, adjective, and noun. Yeah. As you can see in the next slide. Yeah. There are four parts to make a determinant. They are articles, demonstratives, possessives, and numerals and quantifiers. And the lesson today is focused on articles. One of the common mistakes when Vietnamese students learn English
And in fact, they do not have a clear understanding and use. They don't have the correct use about articles. Although, articles are quite easy to use. Yeah. Điều tuyệt vời nhất là bạn không cần phải chi vài triệu đồng cho một khóa luyện thi châu ích mà không chắc chắn kết quả đầu ra, hay học những lớp học chỉ để luyện chiến thuật và mẹo làm bài mà không hề nâng cao khả năng giao tiếp trong công sở. Hãy quên đi việc phải chi tới trên 100.000 đồng cho một giờ luyện thi châu ích tại các lớp luyện thi ngắn ngủi, mà chỉ cần chi 15.000 đồng cho một ngày học thỏa sức trong suốt 24 giờ với giáo viên hỗ trợ cá nhân lên tới 13 giờ 30 phút mỗi ngày. Việc bắt đầu học tập là rất đơn giản, chỉ cần vào website www.smartham.vn, chọn đăng ký tài khoản trong mục luyện thi châu Ích trực tuyến và nhập thông tin yêu cầu để tạo tài khoản. Sau đó, bạn chỉ cần mua các thẻ cào điện thoại của Viettel, Mobifone hoặc Vinaphone vẫn bán ở trên phố và nạp mã thẻ vào phần nạp tài khoản. Nếu muốn nhận được tài khoản khuyến mại có trị giá 600.000 đồng thì bạn hãy nạp liền nhiều thẻ để sao cho đủ 500.000 đồng là bạn đủ điều kiện nhận được tài khoản ưu đãi. Như vậy là đã đủ để bạn có thể bắt đầu luyện thi châu Ích với chương trình đặc biệt hiệu quả này. Hãy xem những học viên đã luyện thi châu Ích tại Smart Farm nói gì bạn nhé. Xin chào các bạn, mình là Phạm Công Minh, mình là sinh viên trường học công đoàn. Cũng như rất nhiều bạn bè của mình đã tham gia luyện thi châu Ích tại trang web smartcom.vn và mình đã đạt được kết quả 805 điểm thi châu Ích. Đây là một kết quả cực kỳ tuyệt vời đối với mình và mình đã giúp ích cho mình rất nhiều trong quá trình xin việc. Mình đặc biệt ấn tượng với cách học từ vựng và cụm từ trên trang web smartcom.vn. Sau khi học hết 20 bài luyện tập trên trang web smartcom.vn, mình đã hoàn thành bài thi TOEIC của mình và không gặp bất kỳ khó khăn nào trong quá trình làm bài thi TOEIC. Chào các bạn, mình là Hồng Trang, người đến từ Đại học Kinh tế Quốc dân. Ban đầu khi nên nói đến smartcom.vn, mình không tin là có một chương trình mình học TOEIC hiệu quả mà chi phí lại thấp đến thế. Và sau một mình vào học thử và sau một thời gian thì mình đã bị thuyết phục và mình quyết định học hết 22 bài học trong đó, và kết quả là mình đã được 880 điểm TOEIC. Nhưng quan trọng hơn đó không phải là cái điểm mục tiêu của mình, quan trọng hơn là mình đã có thể sử dụng TOEIC, sử dụng cái tiếng Anh trong việc giao tiếp một cách rất là thành thạo, hiệu quả trong công việc. Chào các bạn, mình là Lê Ngọc Hà, mình là cựu học sinh của trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Trước đây thì mình đã học và có học TOEIC online rất là thành công ở Smartcom. Thì số điểm online, số điểm TOEIC của mình hiện tại là 785 điểm. Mình rất là tự hào qua cái cách học online mà không cần tới lớp này. Cơ hội của mình trong tương lai sẽ là một cơ hội rất là lớn khi được làm việc và học tập ở một cái môi trường thành công cũng như là trong những công ty nước ngoài danh tiếng. Bây giờ, người tiếp theo được điểm TOEIC cao và giao tiếp tốt trong công sở sẽ là bạn đấy. Hãy học thử ngay hôm nay để tận mắt thấy sự kỳ diệu của chương trình luyện thi TOEIC này của Smartcom. Bạn không cần phải là một người thành thạo tiếng Anh rồi, mà chỉ cần có một số vốn tiếng Anh ở trình độ sơ trung cấp là đã có thể bắt đầu học theo chương trình luyện thi TOEIC của Smartcom và đạt kết quả đầu ra như ý. Nếu không biết chắc bạn có đủ trình độ tiếng Anh để bắt đầu luyện thi hay không, bạn có thể kiểm tra TOEIC miễn phí ở ngay tại website này và nhận ngay kết quả được gửi vào email của bạn kèm theo các phân tích chi tiết. Chỉ cần bạn đạt được từ 260 điểm trở lên là có thể bắt đầu học. Chương trình này được thiết kế toàn diện và chi tiết đến mức độ ngay cả những người chưa biết nhiều về tiếng Anh cũng có thể luyện thi và nâng cao nhanh chóng kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng Anh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các bài học chính thức.